Chào mừng tất cả nhà nha. Hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của tụi mình. Hằng nhớ là không có năm nào mà hai đứa được nghỉ làm chung để cùng nhau chuẩn bị một ngày kỷ niệm thật là hoành tráng như mọi người. Và năm nay cũng vậy, hai đứa cũng không được nghỉ làm. Nhưng mà Hằng hên hơn một tí là bởi vì Hằng được làm về sớm á, cho nên là Hằng cũng chuẩn bị đường xong rồi, chỉ cần uống tóc nữa và chờ chồng Hằng về là đi thôi. Thời tiết hôm nay thì có vẻ là không được tốt á. Hằng có cảm giác là tí nữa sẽ có mưa tuyết khá là to, và dự báo thời tiết cũng nói là sẽ đổ tuyết á, cho nên Hằng quyết định là ăn một cái món gì đó cũng đơn giản và gần nhà cho tiện á, chứ đi xa thì cũng khá là nguy hiểm. Bây giờ Hằng uống tóc xong rồi, bây giờ Hằng chuẩn bị đi thôi. Hàng tới nơi rồi nè, và năm nay Hàng quyết định là không ăn món Nhật bởi vì rất là ngán. Và nhà hàng Hàng tới á, có tên là Everest, nó bán chuyên về đồ Nepal với lại đồ ăn Ấn Độ. Thì bước vào nhà hàng á, kiểu như đem lại cho mình một cái cảm giác rất là ấm áp, bởi vì họ trang trí tường màu cam này, rồi những cái rèm mà những cái màu sắc ấm nóng á, cho nên rất là thoải mái luôn. Nhưng mà hơi lạnh lẽo nha, bởi vì chưa có khách, có hai người tuổi Hàng là hai vị khách đầu tiên của quán trong buổi tối ngày hôm nay. Thì quay sơ một vòng của quán thấy cũng ok ha. Thì đây là menu này. Quán này thì chuyên bán về cà ri với lại những cái món gà nướng, và đặc biệt là bánh nướng người ta gọi là naan á. Cái bánh này rất là ngon, Hằng cực kỳ thích cái bánh này luôn, cho nên mới đến quán này, chứ thật sự Hằng không hảo cà ri cho lắm. Đây món ăn Hằng yêu thích, naan phô mai, hay cái kia là naan thường. Hằng gọi một suất cà ri phô mai gà, trong Hằng thì cà ri phô mai bơ, kiribata, xà lách thì có hai dĩa với lại hai miếng gà nhỏ tí. Hằng gọi theo set, set này dành cho hai người nè, 4 sen lận á, mà Hằng thấy cái giá nó hơi chát một tí ha, nhưng mà ăn rất là ngon. Và verdict ngày hôm nay đó là em bánh naan phô mai. Thì cái bánh nướng này ở bên trong người ta bỏ rất là nhiều phô mai, nhưng mà nó hơi bị nguội, cho lúc mà kéo ra cái sợi phô mai nó không có được dài, nhưng mà mùi vị nó rất là ngon nha. Nó có một tí ngọt ngọt của mực ong người ta chét ở phía trên nữa nè. Mình chấm với cà ri, nhưng mà cà ri đường này Hằng gọi nó hơi nhạt. Cái vị nó nhạt lắm, nó nghe mùi nước cốt dừa cực kỳ nhiều với lại mùi phô mai nữa. Nó không có ngọt, nó cũng mặn, không mặn, kiểu như nó lạc lạc sao á. Ăn thì cũng được. Hồi biết chị Hằng gọi cái cà ri hải sản rồi, cà ri hải sản lần trước Hằng ăn rất là ngon. Nhưng mà ăn cà ri này làm nhớ hương vị quê nhà lắm. Nó giống như cà ri ở Việt Nam nữa, mặc dù nó không có những cái nguyên liệu như là khoai hay là hành tây gì hết á, nó đơn giản lắm. Lassi. Yogurt.
Chưa có số hoa xin à? Ai giết sư? Này cái nó sốt chấm nó ngon hơn nó nhẹ. Để một spice chỉ cũng có rồi. Chỉ mong cái này là ngon nhất. Bấm vào this. Món này ăn tàn tiệc xong mới ra nè. Còn tôi bấm vào nè. Dễ mà dễ không được mà. Mệt, chấm ăn chưa rồi. Quán này ngoài đồ ăn thì Hằng rất là thích cách phục vụ rất là ngầu của mấy chú. Kiểu như là họ nhanh gọn lẹ và không có rườm rà, không có dài dòng như là mấy người Nhật đâu. Nhưng mà mùa dịch này thường trả tiền cho khách thì họ sẽ để trên khay, nhưng mà chú này sao đưa trực tiếp đặt vào tay của Hằng luôn. Và Hằng cũng nhiệt tình nhận luôn, bó tay hai người luôn chứ. Thật sự là mùa dịch thì tốt nhất là nên để trên khay, hạn chế tiếp xúc thì rất là ok. Nhưng mà thôi có gì đâu. Ngoài trời tuyết rơi nè, rất là lạnh. Mà mới rơi được tầm khoảng 30 phút thôi mà cũng đóng mặt đường cũng phải 1-2cm rồi. Trời lạnh mà chưa cho về nữa chứ. Phải đứng hút thuốc nữa. Đã ngày kỷ niệm không có quà, không có hoa, rồi cũng bắt đứng ngoài tuyết nữa chứ. Nhưng mà Hằng rất là thích tuyết cho nên Hằng sẽ nghịch tuyết một tí. Hi hi. Cảm ơn. Thật thích đây giờ. Nè. Ít rồi. Mình không chỉ là đấy. 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 Mình lạnh quá, gì đó người. Cái đó. Trời ơi, vô mắt luôn rồi. Vô mắt luôn rồi. Trời ơi, nó vô mắt rồi.